lưu ý an toàn đoạn đường hẹp trên cao tốc Cam Lộ La Sơn. Đoạn đường bị thắt cổ chai từ hai làn xuống một làn có thể trở thành mối nguy nếu tài xế không tập trung quan sát. Cao tốc Cam Lộ La Sơn đoạn qua xã Phong Thu, huyện Phong Điền xuất hiện nút thắt cổ chai từ hai làn xuống còn một làn, đồng thời lại là cửa ngõ đổ ra của làn dẫn vào cao tốc từ bên phải, tiêm ẩn nguy cơ tai nạn. Vụ tai nạn ngày 18 tháng 2 giữa xe For Everest, xe container và xe tải tại đây khiến ba mẹ con trên xe For không qua khỏi. Tài xế và người bố ngồi trên ghế trước an toàn. Với cách tổ chức giao thông như thế này, việc quan trọng tài xế cần làm là chú ý biển báo, đọc hiểu và giảm tốc độ thật nhanh để tránh xung đột. Video trên cho thấy trước khi tới nút thắt, tài xế gặp biển báo lối ra với giới hạn tốc độ 60 km/h thông thường trên một số cao tốc khác thì tốc độ này được hiểu chỉ là giới hạn riêng cho lối ra không áp dụng cho các làn đường đang chạy thẳng lên cao tốc nhưng tại một nút giao luôn có lối ra và lối vào bởi vậy ngay sau biển lối ra sẽ có biển báo hiệu có xe nhập làn để vào cao tốc vì vậy khi thấy biển báo lối ra tài xế cũng cần chủ động buông ga sẵn sàng chân phanh và có thể phanh nhẹ để vừa giảm tốc độ Thực tế tại đoạn đường này cũng có biển báo nhập làn với khoảng cách 250m, tức sau 250m nữa thì sẽ có xe nhập làn. Điều này có nghĩa là nếu xe di chuyển với tốc độ 80 km/h, từ khi thấy biển báo sẽ mất khoảng 11 giây để chạm đến điểm nhập làn. Nếu tốc độ 60 km một giờ là khoảng 15 giây. Như vậy khoảng cách này là đủ để tài xế duy trì tốc độ thấp hoặc là đánh lái để tránh nếu có vật cản ở phía trước một mẹo được nhiều chuyên gia lái xe an toàn khuyên là khi tới đoạn đường nhập làn nếu làn bên trái sát giải phân cách vắng xe nên chuyển sang làn trái để di chuyển nhường cho làn phải cho các xe nhập làn cách làm này sẽ tránh được rủi ro va chạm nếu chẳng may xe nhập làn vào tốc độ thấp xe đi thẳng lại tốc độ cao so với những đường cao tốc khác tại việt nam đoạn cao tốc này tổ chức giao thông phức tạp hơn bởi ngay tại nơi nhập làn đường lại bị bóp hẹp Ờ, từ hai làn xuống còn một làn, vì vậy tài xế càng cần phải chú ý giảm tốc và chủ động chân phanh. Khi gần tới nút thắt, phía bên phải đường xuất hiện biển báo đường hẹp tam giác vàng. Tuy vậy, khoảng cách từ biển báo tới nút thắt là vạch kẻ đường mũi tên hướng sang trái là khá sát nhau, chỉ vài chục mét, đồng thời làn bị cắt chéo khá nhanh, không có đoạn chạy trốn trước khi cắt. Thông thường trên những đoạn đường quốc lộ hoặc là cao tốc có đường bị bò hẹp, biển này sẽ được đặt trước đó nút thắt khoảng trăm mét. Tài xế khi nhìn thấy biển này sẽ chủ động giảm tốc để vào làn. Nếu đang đi thẳng và bất ngờ gặp đường thắt, cần giảm tốc độ thật nhanh, nép sát vào bên phải, không cố vượt lên ở làn khẩn cấp hoặc chen với xe khác tại nút thắt. Đây chính là tình huống dẫn đến tai nạn hôm ngày 18 tháng 2. Sau những tai nạn kinh hoàng, bao giờ cao tốc Cam Lộ, La Sơn, Túy Loan có giải phân cách cứng? Cao tốc Tuy Loan, La Sơn và La Sơn Cam Lộ sẽ sớm được đầu tư giai đoạn 2 với thêm hai làn đường và sẽ có giải phân cách cứng, giúp tài xế an toàn hơn trên tuyến đường được cho là có nhiều nguy hiểm này. Ngày 19 tháng 2, trao đổi với phóng viên, một lãnh đạo Ban Quản lý Dự án Đường Hồ Chí Minh, đơn vị chủ đầu tư dự án hai đoạn cao tốc Hòa Liên, La Sơn và La Sơn Cam Lộ cho hay, trong thời gian tới, hai cung đường cao tốc này sẽ được đầu tư giai đoạn 2, tức là thêm hai làn đường có giải phân cách cứng ở giữa. Cung đoạn Hòa Liên La Sơn hiện đã được Quốc hội bố trí vốn. Hiện nay Bộ Giao thông Vận tải đang đệ trình Thủ tướng phê duyệt dự án. Nếu không có gì thay đổi, dự kiến cuối năm nay 2024, cung đoạn này sẽ được đầu tư thêm hai làn đường ở hai bên, giữa có giải phân cách cứng. Riêng đoạn La Sơn, Huế, Tam Lộ, Quảng Trị hiện nay đang hoàn tất hồ sơ trình lên Quốc hội để bố trí vốn, vị lãnh đạo này cho hay. Theo Bộ Giao thông Vận tải, tuyến đường La Sơn-Túy Loan nằm trong quy hoạch tuyến đường bộ cao tốc Bắc Nam được đầu tư xây dựng theo tiêu chuẩn đường cao tốc. Phân kỳ đầu tư giai đoạn 1 chỉ có 2 làn xe, theo quy mô đường cấp 3. Trong đó xây dựng hoàn chỉnh hệ thống biểu hiện, hàng rào, hầm chui dân sinh, không có giao cắt cùng mức. Để tổ chức giao thông phù hợp với phân kỳ đầu tư giai đoạn 1 của dự án và thuận lợi cho việc triển khai xây dựng theo quy hoạch tuyến đường bộ cao tốc Bắc Nam cho giai đoạn sau, Bộ Giao thông Vận tải đồng ý việc tổ chức giao thông dự án xây dựng đường Hồ Chí Minh, đoạn La Sơn Túy Loan giai đoạn 1 khi đưa vào khai thác theo tiêu chuẩn đường cấp 3, đồng bằng và chỉ cho phép phương tiện giao thông cơ giới đường bộ được phép lưu thông, trừ các loại phương tiện giao thông theo quy định tại khoản 4 điều 26 của luật giao thông đường bộ. Các phương tiện xe mô tô, xe gắn máy, máy kéo, xe máy chuyên dùng có tốc độ nhỏ hơn 70 km một giờ, xe thô sơ và người đi bộ lưu thông bình thường trên quốc lộ 1 và các tuyến đường bộ khác. Dự án cao tốc La Sơn Túy Loan khởi công ngày 22 tháng 12 năm 2013 có tổng chiều dài 77,5 km, bắt đầu từ ngã ba La Sơn, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế và kết thúc tại nút giao Túy Loan, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng, nối với đầu tuyến cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi. Dự án này có hai đoạn chính là đoạn La Sơn Hòa Liên km 0 đến km 66 và đoạn Hòa Liên Túy Loan km 66 đến km 78. Quy mô tuyến cao tốc có hai làn xe, nền đường rộng 12 m, trước mắt chỉ đầu tư 66 km đoạn La Sơn Hòa Liên, 11,5 km đoạn Hòa Liên Túy Loan, giữ nguyên đường hiện trạng đang khai thác, chưa đầu tư mở rộng. Tổng mức đầu tư dự án là hơn 11.400 tỷ đồng. Dự án triển khai theo hình thức hợp đồng BT, vay vốn ngân hàng Nhật Bản có bảo lãnh chính phủ, khoản vay 510 triệu đô la Mỹ tương đương phần vốn nhà đầu tư phải huy động để thực hiện dự án khoảng 10.500 tỷ đồng. Đoạn cao tốc Cam lộ La Sơn dài 98,3 km đi qua hai tỉnh Quảng Trị, dài 37,3 km và Thừa Thiên Huế dài 61 km có mức tổng đầu tư là 7.669 tỷ đồng, khởi công xây dựng từ tháng 9 năm 2019. Dự án có điểm đầu tại quốc lộ 9 thuộc địa phận xã Tam Hiếu, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị. Điểm cuối kết nối dự án La Sơn Túy Loan thuộc địa phận xã Lộc Sơn, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế. Toàn tuyến có 33 cầu trên cao tốc, 16 cầu vượt ngang, 5 nút giao liên thông, nút giao quốc lộ 9, quốc lộ 15D, 5 nút giao liên thông. Giai đoạn đầu khai thác, tuyến đường có 2 làn xe với mặt cắt ngang rộng 12m, bề rộng nền 23m. Các đoạn vượt xe có quy mô 4 làn xe, Giai đoạn hoàn chỉnh, tuyến sẽ có quy mô 4 làn xe, bề rộng nền đường 23 m. Ngày mùng 5 tháng 3 tới đây, tòa án nhân dân thành phố Hồ sẽ xét xử bà Trương Mỹ Lan, 68 tuổi, chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Vạn Thịnh Phát về các tội tham mô tài sản, đưa hối lộ và vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Ngoài 86 bị cáo, gần 200 luật sư, tòa cũng triệu tập hơn 2.400 người có quyền, nghĩa vụ liên quan cho việc xét xử vụ án sai phạm tại SCB và tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Bị cáo Trương Mỹ Lan cùng chồng là Chu Lập Cơ 68 tuổi và 84 bị cáo bị xét xử về các tội tham mô tài sản, đưa hối lộ, nhận hối lộ, vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Liên quan tới vụ án, Tòa triệu tập 2.404 người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan là các pháp nhân đứng tên vay, nhận tiền tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB, các cá nhân tại Ngân hàng Nhà nước, cá nhân đứng tên công ty, đứng tên vay, đứng tên các tài sản thế chấp tại Ngân hàng SCB, thực hiện việc nộp rút tiền, các cá nhân thuộc nhóm các cán bộ ngân hàng SCB và người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan khác.